Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Việt Nhật 89 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội nhá. Ngày hôm nay thì showroom em tiếp tục về thêm một chiếc Toyota Hilux siêu lướt màu đen. Đây là phiên bản 4x2 AT, số tự động một cầu nhá, phiên bản bán chạy nhất của Hilux ấy. Chiếc xe này thì nếu bây giờ trong hãng xe mới nhá, nó có giá là 674 triệu. Nếu mà anh em đăng ký các thứ vào nữa thì nó tùy từng tỉnh thành. Nếu ở Hà Nội thì mất 7,2% thuế, còn nếu ở tỉnh anh em mất thêm 6% thuế nhá. Nếu mà anh em muốn tiết kiệm thêm một số tiền không nhỏ đâu thì có thể để ý đến cái mẫu xe Toyota Hilux này. Chiếc xe này thì đăng ký và nhập khẩu 2019, đã lăn bánh được khoảng 5 vạn km rồi. Và hiện tại giá bên em đang chào bán là 645 triệu có thương lượng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho anh em bình thường nhá. Nếu mà lấy cái này theo hình thức trả góp thì anh em được hỗ trợ tối đa nó rơi vào khoảng tầm 400 triệu. Còn số tiền còn lại thì anh em chuẩn bị giúp nhá. Tức là khoảng hơn 200 gì đó. Hilux thì là một chiếc xe phải nói là cực kỳ bền của Toyota. Nếu mà anh em để ý trên phim ảnh hay là trên những cái phóng sự về châu Phi ấy, thì thấy những phiến quân IS người ta thường xuyên thích sử dụng cái xe Hilux này, bởi vì cái tính đa dạng trâu cày cho mọi địa hình luôn, không có ngán bất kỳ một cái địa hình nào cả, kể cả là cát, bùn, đất nước, sa mạc, chấp hết. Hilux số tự động một cầu này thì sử dụng cái khối động cơ 2.4 lít máy dầu số 6 cấp dẫn động cầu sau. Nó tiêu tốn nhiên liệu cũng rất ít, nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 7 lít, 6-7 lít cho 100 km thôi. Trên chiếc Hilux mà bên em đang chào bán này thì nó được trang bị tất cả các option cần thiết rồi. Ví dụ như là ghế thì chủ cũng đã làm rồi, ghế da đen, dán phim xịn, làm trải sàn và thậm chí là làm nắp thùng thể thao phía sau nhá. Anh em về lấy về là chạy thôi, không phải làm bất kỳ một cái gì cả. Nếu bây giờ anh em mua một cái xe mới thì riêng cái giá nó đã rơi vào là 674 triệu rồi, chưa cần làm thêm bất kỳ một cái gì. Nếu mà hoàn thiện vào thì đâu đó nó sẽ rơi khoảng tầm hơn 800 đấy, mà đầy đủ như này. Đây. Về trang bị của Hilux thì chỉ dừng lại mức độ đủ dùng thôi. Ví dụ như phần đầu thì anh em sẽ có cái đèn halogen phản xạ đa hướng này, vẫn cho ánh sáng vàng, đèn sương mù trang bị đầy đủ. Đấy. Và dĩ nhiên là những cái thiết kế ví dụ như là cái hốc đèn sương mù ấy thì cũng được mạ chrome khá là đẹp rồi. Mặt ca lăng. Ở bên hông nhá, thì trước Hilux này anh em sẽ có một bộ la răng. Đây, soi cho anh em xem luôn hệ thống này. La răng trên chiếc Hilux này ấy, thì đang sử dụng là bộ la răng có kích thước đâu rồi, tự nhiên lại không nhìn thấy đâu. À đây, 265, 65R17 nhá. Đấy. Lốp Bridgestone nó sẽ hơi cứng một chút. Và anh em lưu ý là chiếc xe này vẫn sử dụng nguyên lốp theo xe luôn nhá. Sản xuất ngay đầu năm 2019 luôn này. Đấy. Tuần thứ tư 2019. Con này là đóng lốp cái là đóng khung, đóng máy nhập về đăng ký luôn này. Bậc dẫm tất cả thứ có đầy đủ hết rồi. Và đặc biệt là thích nhất là có cái nắp thùng. Có cái nắp thùng là anh em tiết kiệm được khoảng tầm, nếu mình lắp ngoài cho cái thùng thấp nó rơi tầm 20 triệu. Còn nếu mà lắp ở trong hãng, chiếc xe này là lắp thùng hãng đấy, thì nó mất khoảng 34 triệu cho cái thùng này. Đấy, nếu mà lắp được thêm cái nắp thùng là anh em đỡ được mấy chục triệu rồi đấy. Mà đặc biệt là lắp cái nắp thùng thấp như này thì nó rất là đẹp. Nhìn cái xe nó cứng cáp. Đây, tất cả các gioăng nhá, vách cao su làm kín hết rồi, anh em chở đồ điện tử các thứ thoải mái luôn, rất rộng. Hilux thì là chiếc xe mà có cái kích thước thùng lớn nhất, lớn hơn tất cả Ford Ranger, Isuzu D-Max, Nissan Triton, kiểu thế, là không có một cái xe nào có thể so sánh cái kích thước thùng với Hilux được. Khoang nội thất này. Thì về cơ bản là xe bán tải thì người ta cũng không ưu tiên quá nhiều cho hàng ghế thứ hai, nên là cái việc mà hàng ghế thứ hai của xe bán tải nó mỏng với nó dựng là điều anh em phải chấp nhận khi mà mình sử dụng những mẫu xe bán tải. Ngồi đằng sau nó sẽ hơi sóc trong trường hợp mà không đủ tải. Nếu như mà đối với bán tải anh em có đủ lượng chở hàng trên thùng thì ngồi đằng sau sẽ êm hơn. Đấy, ghế bọc da hết rồi nhá. Khoang lái này thì anh em sẽ có ghế chỉnh cơ, toàn bộ là kính điện, gương điều chỉnh điện, cụp tay. Vô lăng thì bọc giả da urethane nhá. Đây, xe đã lăn bánh được 5,2 vạn km rồi. Lốp vẫn theo xe, lốp dự phòng chưa hạ. Đầu DVD có sẵn này, điều hòa thì rất là mát. Số 6 cấp, hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là tăng sức kéo động cơ. Một số tiện nghi khác thì điển hình nhất có lẽ là cái Cruise Control này, là cái thứ mà rất là thích khi mà mình di chuyển trên đường cao tốc. Cái thứ hai nữa là cái phần hộp lạnh này, anh em cũng rất là tiện trong cái mùa hè này nhá. Về tính năng an toàn trên mẫu Toyota Hilux phiên bản này thì phải nói là cực kỳ kinh khủng. Thứ nhất là 7 túi khí luôn, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo phanh ABS 4 bánh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Hilux là một chiếc xe an toàn nhất ở trong phân khúc.
Các đối thủ ở trong phân khúc của Hilux số tự động một cầu thì anh em có thể kể tới như là Nissan Navara L này, Ford Ranger XLS AT, chai tông một cầu. Đây, hiện tại thì chiếc xe này đang chào bán ở Việt Nhật Auto nhé, 89 Trần Thái Tông. Nếu mà anh em có nhu cầu xem xe thì mời ghé qua trực tiếp qua cửa hàng. Bên em cam kết bán ra cho anh em là không đâm đụng, không hầm nước, không bổ máy. Chiếc xe này thì mạnh dạn cam kết với anh em là km zin luôn, có lịch sử bảo dưỡng hãng nhá. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.